Alo các em ơi, các em nghe thấy thầy nói gì không? Cho thầy hỏi một tí là bây giờ là nét chưa? Hello. Những bạn nào đang online nhỉ? Nhanh tay share lại về tường này và trả lời cho thầy câu hỏi xem là nét chưa. Đây là bây giờ là thầy bật 4G để livestream này. Bật 4G luôn. Bây giờ là nét căng như Sony rồi. Những bạn nào đang online nhỉ? Nhanh tay share lại về tường này. Đúng không? Giờ là tất tay bật 4G đấy. Thế này bây giờ là nét căng rồi. Giờ không có gì thay đổi nữa. Đợi một chút cho các bạn vào học rồi chúng ta học nhá. Các em giúp thầy share lại về tường đi. Thế những bạn nào comment lúc nãy ở chỗ dưới kia thì thôi nhá. Bây giờ thì tẹo nữa rồi thầy sẽ. Bây giờ các em comment lại mèo ở đây xong rồi chốc nữa rồi thầy ấy cho. Nét căng như Sony. Ok. Sẵn sàng cho các em. Bây giờ là đấy, thế bây giờ các em giúp thầy share lại video về tường cũng như tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này để mà chúng ta có thể bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Ok. Thế thì những bạn nào mà đã và đang comment lại mail ấy thì bây giờ các em comment lại mail ở đây nhá. Để mà tí nữa sau khi buổi livestream xong thì thầy sẽ cùng với các em để mà nói lại về cái phần này. Thầy sẽ gửi cho chúng ta cái link Full HD siêu chuẩn. Được chưa? Ok. Các em giúp thầy share lại về tường đi. Cũng như thầy đang cố gắng để share vào trong các nhóm này. Vừa nãy share lỗi quá, bây giờ phải share lại. Thật là buồn. Em giúp thầy share vào trong tất cả các nhóm mà thầy đã và đang quản lý nha. Giúp thầy. Ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu học nha. Câu số 1 này, chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của chất tăng dần? Thì ta lưu ý là anh axit nhiệt độ sôi cao nhất. Đáp án đúng đáp án D. Bởi vì anh axit đứng cuối cùng. Sang câu tiếp tục nhé. Câu số 2. Phản ứng tương tác giữa ancol và axit carboxylic có tên gọi là gì? Thế các chúng ta cần lưu ý này. Phản ứng tương tác giữa ancol và axit carboxylic ấy, thì tên gọi của nó là phản ứng ester hóa. Bởi vì là tác dụng giữa ancol và axit thì tạo thành ester. Những câu rất dễ. Các em comment đáp án phía dưới nhá. Câu số 3. Phát biểu đúng là phản ứng của S thủy phân ST trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Cái này đúng. Đúng không? Tất cả các ST phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. Cái này sai. Có thể thu được anhydride hoặc ceton thì sao? Đấy, ba cái này gây dị muốn ancol này là chết. Vì vậy nên là B sai. Phản ứng ra axit và ancol trong mặt hai môn đặc là phản ứng một chiều sai. Nó phải là phản ứng thuận nghịch. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C24OH2 lần sai. Phải thu được glycerol C3H5OH tất cả 3 lần cơ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à. Ok chưa? Đấy, đây là những cái buổi livestream mà thầy bắt đầu quay trở lại để mà thầy hướng dẫn cho team 2K1 để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Và những em biết rằng là cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 của thầy thì cực kỳ thắng lợi khi có rất nhiều các anh chị học sinh của thầy đã thi đỗ vào các cái trường cao của cả nước. Ví dụ như anh Nguyễn Khương Duy. Lát nữa thôi các em hãy subscribe cái kênh YouTube của thầy, channel của thầy để mà được nghe cái sự chia sẻ từ cao thủ Nguyễn Khương Duy, top 150 bạn điểm khối B cao nhất cả nước. Ok. Và anh ấy đã đỗ ở trường Đại học Dược. Theo ta sang câu 40 nhé. Câu số 4. Thế thì tối nay thì thầy chữa 20 câu. Xong rồi là tối thứ 6 thì lại chữa cho chúng ta 20 câu nữa. Các em nhớ lịch livestream nhé, tối thứ 2, tối thứ 6. Một ST được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức. ST tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức, vậy chắc chắn ST ta sẽ có dạng là RCOO R phải. Tỷ khối hơi so với CO2 bằng 2. Vậy nó sẽ bằng là 44 nhân 2
bằng 88. Vậy ST chúng ta là phân tử khối bằng 88. Được chưa? Thế vậy ta có là RCOOR phải tác dụng với NaOH tạo thành muối chúng ta là RCOONa. Khối lượng này bằng 88 mà thu được muối có khối lượng bằng 88 nhân với 93,18 chia cho 100 bằng 88 nhân 0,9318 bằng 81,9 bằng 82. Vậy đến đây thì suy ra có RCOONa bằng 82. Vậy ta được R cộng với COO 44 cộng natri 23 bằng 82. Suy ra R bằng 82 trừ 23 trừ 44 bằng 15. R bằng 15, vậy đầu nó là đầu CH3. 15 tương với lại CH3 mà. Carbon 12, hydro 3, 12 cộng 3 bằng 15. Vậy là CH3, vậy đầu CH3, vậy ta loại đầu CH5 này, loại đầu HCO này. Tiếp tục phân tử khối bằng 88 này, bấm ra anh này bằng 74 này. Anh này bằng 88 này, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Làm nhanh nhá. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo của số 5. Một este có công thức phân tử là C4H8O2. Khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được ancol etylic. Este mà thủy phân trong môi trường axit thì anh này là axit thì vứt này. Đúng chưa? Thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic, vậy công thức ancol etylic là C2H5OH này. Vậy ta có này, IB thủy phân ra được CH3OH, C3H7OH loại. IC thủy phân ra được CH3OH loại tiếp. IC thủy phân ra được C2H5OH lấy. Đáp án đúng đáp án D. Ok chưa? Đấy, rất là mong muốn tất cả 137 bạn đã và đang theo dõi video live stream thấy nhanh tay share like video live stream về Tường để nó có tư liệu cũng như dữ liệu để mà chuẩn bị học đến bài ST trên lớp. Được chưa? Đấy, và hơn nữa rằng là những cái câu mà thầy chữa đây là rất rất có khả năng mà các em thi trong mấy cái kỳ thi khảo sát đầu năm ở trên lớp của chúng ta. Những bạn nào học qua rồi chúng ta nên xem để ôn lại. Một ST có công thức phân tử là C3H6O2 phản ứng tráng gương. Chú ý là có tráng gương. Thế thì để tráng gương mà este thì khi nó có dạng HCOO R phải. Vậy ta có loại IA, loại IG mà C3H6 nhé. Thế có 3 carbon, 1 cộng 2 là 3, 1 cộng 3 là 4. Vậy loại C, đáp án đúng đáp án gì? Ok chưa? B. Câu số 7. Khi đun nóng chất béo với dung dịch H24 loãng thì thu được cái gì? Khi đun nóng chất béo với dung dịch H24 loãng ấy thì chắc chắn ta luôn luôn thu được glycerol. Nhưng đây với H24 loãng thì phải là axit béo. Đáp án đúng đáp án B. Có rất nhiều câu lý thuyết hay trong tựa đề này. Và rất rất nhiều bạn mải chơi không làm những câu này thì là rất là nguy hiểm. Thế nên là thầy cho cái bài kiểm tra này cũng là để cảnh báo các bạn 2K1 rằng đã vào năm học rồi. Và bây giờ học ngay đi thôi, nếu không thì sẽ muộn mất. Hả? Câu số 8. Cho 35,2 gam hỗn hợp 2 ethanol đơn chức là đồng phân của nhau. Là đồng phân của nhau. Có tỷ khối hơi cho hydro 44. Ethanol đơn chức nhé. Được chưa? Ethanol đơn chức. Vậy thì có là ethanol đơn chức là CnH2NO2 mà tỷ khối cho hydro 44. Vậy phân tử khối nó bằng 44 nhân 2 thì bằng 88. Vậy suy ra đến đây ta tìm được N bằng 14N cộng 2N cộng 32 bằng 88. Để ghi rõ 14N cộng 2N cộng 32 bằng 88. Đến đây ta tìm được N bằng 4. Vậy hai este của chúng ta là đều có chung công thức phân tử là C4H8O2. Và đều có chung công thức phân tử C4H8O2 thì loại ngay đáp án gì? C3 này, loại này. Được chưa? Đấy, dễ lắm các em ạ, cực kỳ dễ. Tương tự IB này, C3 này, loại tiếp này. Vậy bây giờ ta chỉ còn gì? A, C, đúng không? Thế tiếp tục nhé. Este ta có dạng RCOOR phải tác dụng với NaOH. Số mol NaOH chúng ta bằng 0,4 nhân 2 và 0,8. Cô cạn dung dịch thì ta được là RCOONa. Mà nó biết số mol nhá, 35,2 chia cho 88. 0,4 mol. Được chưa? 0,4 mol này thì ngay lập tức ta sẽ có chắc chắn là tính theo thằng ít hơn. Số mol RCOONa bằng 0,4. Và ta biết được một điều rằng cả NaOH dư.
dư bao nhiêu? 0,8 trừ 0,4 bằng 0,4. Và đến đây ta tìm được tổng khối lượng bằng 44,6 gam. Đến đây ta tìm được R cộng với 44 cộng 23 bằng 67, nhân với lại 0,4 cộng với anh này là 40 nhân với 0,4 thì bằng 44,6. Đến đây các em tìm được R bằng. Và chú ý R ở đây chúng ta là R trung bình. 44,6 này trừ đi 0,4 nhân 40 này bằng này, chia cho 0,4 này bằng này, trừ 67 này bằng 4,5. 4,5 thì 4,5 chắc chắn lớn hơn 1, vậy chắc chắn ngoài anh là đầu HCOO. Đúng chưa? Ngoài anh là đầu HCOO rồi thì nhìn đáp án nó có IA này, không có thằng nào HCOO, IC cũng một thằng HCOO, vậy đáp án đúng đáp án C. Rất là dễ. Hello, xin chào tất cả các em. Xin chào tất cả các em. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 9. Những câu này vẫn là những câu rất là dễ và rất nhiều bạn nào mà mất gốc thì đều có thể theo dõi được video livestream này của thầy. Và nhân tiện ở đây thì thầy cũng muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn mất gốc, bởi vì chúng ta vẫn là còn đang ở đầu chương trình lớp 12 thôi, thì các em hoàn toàn có thể lấy lại được gốc cùng với những cái chương trình học cùng thầy. Và cũng nhắn nhủ với tất cả các em rằng là tất cả các lớp offline bây giờ các bạn đều đã học khá là xa rồi. Vậy những bạn mất gốc bây giờ chỉ còn một hình thức duy nhất, đó là học online để ta có thể lấy lại gốc ngay lập tức bây giờ thôi. Khi đốt cháy 4,4 gam ở chất hữu cơ X đơn chức, thu được sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và nước. Vậy thì tìm được số mol CO2 44,8 chia 2,4 bằng 0,2 mol CO2. Số mol nước bằng 3,6 chia 18 bằng 0,2 mol nước. Thấy chưa? Vậy nên nhìn thấy số mol nước bằng số mol CO2 chưa? Vậy chắc chắn ST chúng ta là ST no đơn họ. Vậy ST có thể là ST no đơn họ. Công thức tổng quát CN H2N O2. Khối lượng mà đốt cháy là 4,4 cộng oxy thì thu được CO2 0,2 mol, nước 0,2 mol. Vậy ta có khối lượng của CO2 bằng 0,2 nhân 44 nhân 44 bằng 8,8 gram. Khối lượng của nước bằng 3,6 gram. Vậy nên ta bảo toàn khối lượng, ta tìm được khối lượng oxy sẽ bằng 8,8 cộng với 3,6 trừ đi 4,4 bằng 8 gram. Lấy 8 chia cho, với khối lượng oxy bằng 8 gram, lấy 8 chia cho 32 bằng 0,25 mol. Bây giờ các em đang thấy cách bấm máy tính nha. Giờ thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này, thấy có này, 0,2 nhân 1 này, nhìn kỹ này, 0,2 nhân 1 này, cộng với này, 0,2 nhân 2 này, cộng này 0,2 nhân 2. Tại sao nhỉ? Tại vì có là tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy ở phía trái sẽ bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy phía phải. Thấy chưa? Thế bằng 0,6 nhá. Bây giờ trừ đi này. Phía phải này, 0,25 nhân 2. Thế ra được oxy trong ST nhá. Chú ý ở đây có mấy? 2 thì phải chia cho 2 bằng 0,05. Vậy đến đây ta tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng 0,2 chứ 0,05. Bằng 4. Vậy chắc chắn chúng ta anh ST này sẽ là C4H8O2. Bước 1 thế đã. Thế với C4H8O2 để bài lại tiếp tục này. Nếu cho 44 gam chất X R COR phải tác dụng với NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được muối là RCONa. Muối của axit hữu cơ X, và thầy chỉ để ý anh này thôi. Khối lượng anh này là 4,8 gam. Mà số mol của nó thì bằng 0,05 mol. Vậy suy ra số mol muối bằng 0,05. Đến đây ta làm nhanh nhé. Suy ra ta có R cộng với 44 này cộng 23 này là 67 này, thì bằng 4,8 chia 0,05. 4,8 mà chia cho 0,05 thì bằng 96. Vậy suy ra R chúng ta bằng 96 trừ đi 67 bằng 29. R bằng 29 thì chắc chắn một điều rằng nó là gì? C2H5. Vậy suy ra ST ta sẽ có dạng là C2H5COO 4 1, 2, 3 CH3. Tên là metin 1, 2, 3 propionate. Đáp án đúng đáp án B.
Methylpropion này. Rất là dễ. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 10. Một cái câu về chất béo. Đó. Một câu chất béo. Khối lượng NaOH 20% cần dùng để xà phòng hóa 2,225 kg chất béo. Tristerin chứa 20% tạp chất. Thế vậy bây giờ ta phải cần tìm đã. Thứ nhất là đề bài yêu cầu số mol NaOH. Vậy ta cần lưu lại những điều sau về bài chất béo ta cần nhớ. Số mol NaOH sẽ bằng 3 lần số mol glycerol và bằng 3 lần số mol chất béo. Đây là điều thầy muốn các em nhớ. Vậy ở bài này ta cần tìm số mol chất béo là xong này. Thế vậy ta có này, số mol chất béo này, tristerin. Tristerin là bao nhiêu nhỉ? C17H35COO. Tất cả 3 lần C3H5. Mình em bấm nhanh phân tử khối này thì bằng 890. Được chưa? Tristerin. Thế vậy ở đây thầy phô chúng ta một cái để chúng ta cần nhớ nhá. Cần nhớ thế này này. Tristerin phân tử khối 8, 9, 10. Triolein phân tử khối 8, 8. Bao nhiêu? 8, 8, 4. Trilinolein phân tử khối 8, 7. 8, 7 mấy? 8, 7, 8. Và cuối cùng là tripalmitin phân tử khối bằng 8, 6. Được chưa? Sau khi em nhớ lại thì nó mọi chuyện nó trở thành dễ. Vì vậy nên các em lưu lại cái này về vở nhé, để giải nhanh. Được chưa? Thế thì ở đây ta có này, kilogram tấn đại yến có như gan tính toán bình thường. Vậy để tìm được số mol của tristerin đã thì bằng 2,225 chứ 20% tạp chất, vậy nguyên chất là 80 nhân 0,8 chia cho 890 bằng 2/10 3. Từ đó nó tìm được số mol của NaOH nhân 3 lên thì bằng 6/10 3. Từ đó tìm khối lượng nhân 40 bằng 0,08. Đúng chưa? Nhưng chú ý, đây mới chỉ là, đây mới chỉ là gì thôi. Đấy, đây mới chỉ là số mol của NaOH thôi. Đúng không? 6/10 nhân 40. Cuối cùng này, khối lượng NaOH 8, 20% rồi, ta còn chia cho 0,2 nữa. Được chưa? Vậy kết quả cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn nhé, NaOH này phải bằng 3 lần số mol chất béo. Đúng không? Vậy 3 lần số mol chất béo này, số mol chất béo bằng 2,225 nhân với lại có chứa 20% tạp chất, vậy là 80 nhân 0,8 chia cho 8, 90. Rồi số mol NaOH thì nhân với 3 lên, thế là số mol NaOH được bao nhiêu nhân với 40? Được chưa? Được bao nhiêu chia cho 0,2 bằng 1,2 kg. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu 111. Sao hôm nay các em 2K1 vào học ít thế nhỉ? Hình như không cổ vũ thầy dạy sao ấy. 2K1 thầy đi đâu hết rồi? Các em nhanh tay xe lại về tường với lại xe vào các nhóm giúp thầy với. Để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi hơn mãi. Hôm nay mới có 110 bạn theo dõi này thế nào. Bình thường mỗi hôm đến 200. Này hơi bị đuối. Thế này thầy buồn đấy. May thầy thực sự là thầy đã cực kỳ là cố gắng để có thể có buổi live stream ngày hôm nay với các em. Buổi live stream thực sự của thầy để giúp đỡ cho tất cả các em trong cái kỳ thi sắp tới. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu chạy cái chuỗi live stream với các em. Cứ mỗi tuần thầy sẽ live stream với các em 2 buổi. Và tối thứ hai và tối thứ sáu. Thế này mà 2K1 mà không share mạnh mẽ lên, không comment nhiều lên, thì thầy nói thật là thầy sẽ lại cắt một buổi của 2K1 cho 2K2 đấy. 2K2 đang rất mạnh mẽ, đang rất là muốn học. Em giúp thầy tác tất cả các bạn vào nhá. Để biến một số dầu mỡ rắn mỡ nhân tạo ra thịt người, quá trình là sau đây. Chú ý là để biến dầu mỡ rắn hoặc mỡ nhân tạo dầu thành mỡ rắn thì chắc chắn phải hydro hóa cộng hydro. Đốt cháy hoàn toàn, Ethen là sau đây thuộc số mol CO2 lớn, số mol nước. Thế ta nhìn này, Ethen no đơn hở thì luôn luôn cho ta số mol
C2 bằng số mol nước. Thế là loại thằng này no đơn nữa, thằng này no đơn, thằng này no đơn. Vậy chỉ mỗi thằng này cho ta số mol C2 lớn hơn số mol nước. Gì? Câu 13. Câu 13. Phản ứng etel hóa giữa ancol ethylic và axit acetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì? Phản ứng etel hóa giữa ancol ethylic và axit acetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì? Thế thì ancol ethylic là C2H5OH, axit acetic là CH3COH. Để nó tạo thành sản phẩm là CH3COO C2H5 etin acetat. Tạo thành đáp án C. Câu 14. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa. Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam nước. Vậy ta tìm được mol luôn số mol CO2. 11 chia cho 44 bằng 0,25. 4,5 chia 18 bằng 0,25. Ta thấy số mol CO2 bằng số mol nước chưa? Vậy chắc chắn este no đơn hở. Vậy với este no đơn hở thì ta lại có CnH2nO2 cộng oxy tạo thành CO2 cộng nước. Khối lượng CO2 là 11, khối lượng nước là 4,5. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ suy ra đây là khối lượng nhé. Mặc là khác khối lượng este bằng 7,5. Vậy ngay tức khi nhìn thấy ta bảo toàn khối lượng, ta tìm được khối lượng oxy. 11 cộng với lại 4,5 bằng trừ đi 7,5 bằng 8. 8 lại chia cho 32 bằng 0,25. Mặt khác ta tìm được số mol CO2 bằng 0,25. Số mol nước bằng 0,25. Vậy ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, ta sẽ được 0,25 nhân 1 cộng, các em phải cùng tính nhanh với thầy nhé, 0,25 nhân 2 trừ đi 0,25 nhân 2 bằng được bao nhiêu chia cho 2 bằng 0,125. Vậy nên chúng ta tìm được số nguyên tử carbon 0,25 chia cho 0,125 bằng 2. Vậy chắc chắn công thức của chúng ta là C2H4O2. Ok chưa? Đấy, rất là dễ thôi. Câu 16. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là chất béo? Thế thì chất béo là trieste được tạo bởi từ glycerol và các gốc axit béo. Vậy ta có chất béo chúng ta là thằng này không phải gốc axit béo này, không phải gốc axit béo, không phải gốc axit béo, chỉ bộ D là gốc axit béo. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Câu 17. Metin propionate. Tên gọi của hợp chất nào sau đây? Thế thì metin propionate là tên gọi của hợp chất nào sau đây thì chúng ta chú ý là nó là tên gọi của đánh nào. Metin propionate propi 1 2 3 OO metin CH3. Vậy metin propionate là của anh nào nhỉ? 3 carbon 1 2 3 OO CH3. Đáp án đúng đáp án D. Được chưa? Đấy, rất là dễ thôi. 119 bạn rồi, nhanh tay xe lại về tường nữa để lên được đến 150 bạn cho học cho vui này. Và cùng làm những bài này, chúng ta đang làm những bài từ dễ đến khó. Khẩn trương. Tốc độ. Câu 18. Đun 12 gam axit acetic, vậy là CH3COOH với 13,8 gam ancol ethylic, 13,8 gam ancol ethylic C2H5OH có axit sulfuric đặt làm chất xúc tác, đến khi phản ứng dừng lại thu được este gọi là CH3COO CH5. Vậy số mol axit acetic bằng 12 chia 60 bằng 0,2. Số mol ancol ethylic bằng 13,8 chia 46 bằng 0,3. Mà số mol este ta thu được, đây là ban đầu này, phản ứng này, sau phản ứng này. Thế mà số mol este ta thu được là bao nhiêu? 11 chia cho 88 bằng 0,125. Vậy suy ra số mol este phản ứng bằng 0,125. Hiệu suất thì phải tính theo chất hết, 0,125. Nếu giả sử hai này phản ứng với nhau thì chắc chắn anh axit hết. Vậy ta phải tính hiệu suất theo anh axit. Vậy ta có hiệu suất bằng 0,125 chia cho 0,2 bằng 0,625 nhân 100 thì bằng 62,5.
Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án à. Câu 19. Chất béo là triester của axit béo với thằng nào? Chắc chắn với glycerol. Câu 20. Mệnh đề không đúng là cùng dãy đồng đẳng. Sai. Vậy không đúng là A. Tác dụng với dung dịch nào hóa thụt anhít ở muối? Thằng này tác dụng với dung dịch nào hóa thì thu được muối đây. C2H5CONa. Và anhít chúng ta là CH3CHO. Anh này rất hay thi nhé. Anh này tác dụng với dung dịch brom đúng bởi vì MC có nối đôi CC. Tiếp tục ý C. Anh này có thể trùng hợp tập polymer chính xác và có nối đôi CC trùng hợp tập polymer. Ok. Câu 21. Glycerin triolein hay triolein? Chúng ta chú ý triolein là C17H33COO 3 lần C3H5. Thế trong anh C17H33 này có nối đôi CC. Cho lần lượt ống nghiệm chứa natri không phản ứng, chứa COOH 2 lần không phản ứng, chứa CH3OH không phản ứng, chứa dung dịch brom có phản ứng, chứa dung dịch NaOH có phản ứng. Vậy ta có hai phản ứng xảy ra. Đáp án đúng đáp án A. Câu 22. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2 cho 5g X. Vậy thì có anh này là anh có dạng RCOOR phải 5g X thì ta có 5 chia cho 100 thì bằng 0,05 mol. Tác dụng vừa hết dung dịch NaOH thư được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom. Lưu ý nha, không làm mất màu nước brom. Ví dụ này, nhìn anh này thủy phân ra ceton không mất màu nước brom, thủy phân ra ceton không mất màu nước brom, thủy phân ra ancol mất màu nước brom nhá, nối đôi CC này loại C, thủy phân ra anhít là mất màu nước brom, nhìn thấy chưa, loại tiếp được chưa. Thế nhìn nhá, tiếp tục này, 3,4g1 muối, vậy muối chúng ta có dạng là RCOONa 3,4 số mol 0,05. Vậy hoàn toàn ta tìm được R cộng 67 thì bằng 68. Suy ra R bằng 1. R1 vậy chỉ có thể là HCOO. Nhìn đáp án đã có, đáp án đúng đáp án B. Được chưa? Đấy, các em lưu ý nha. 22B. Sang câu tiếp tục, câu 23. Cho 1,76g một ethanol đơn trước mạch hở phản ứng vừa hết với 40ml dung dịch NaOH 0,5m. Ethanol đơn trước mạch hở nha. Phản ứng vừa hết với 40ml dung dịch NaOH. Vậy ta có ethanol đơn trước mạch hở ta là RCOOR phải khối lượng bằng 1,76 mà phản ứng với NaOH. Số mol NaOH bằng 0,5 x 0,04 bằng 0,02. Suy ra số mol của ethanol chúng ta cũng bằng 0,02. Vậy đến đây ta suy ra được RCOOR phải phân tử khối sẽ bằng 1,76 chia 0,02 bằng 88. 88 thì ngay lập tức chúng ta phải nhớ ngay đến anh gì? C4H8O2 đúng chưa các em? Sau khi nhớ ngay được đến anh C4H8O2 rồi thì ta có này, thủy phân thì thu được chất X và chất Y. Đốt cháy 1,2g chất Y cộng oxy thì cho ra CO2 và nước. Vậy ta tìm được số mol CO2 bằng 2,64 chia cho 44 bằng 0,06. Số mol nước bằng 1,44 chia 18 bằng 0,08. Ta thấy này, 0,08 nữa 0,6. Vậy chắc chắn Y ta là ancol no đơn hở. Y chắc chắn là ancol no đơn hở. Suy ra Y là ancol no đơn. Và khi Y là ancol no đơn ấy, thì chắc chắn Y công thức là CnH2n cộng 2O. Vậy đến đây ta tìm được số mol của Y bằng N nước trừ NCO2, 0,08 trừ 0,06 bằng 0,02. Vậy suy ra Y chúng ta sẽ là 0,06 chứ không 2 bằng C3H8O. Vậy khi Y chúng ta là C3H8O thì ethene ta sẽ là HCOO C3H7. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C.
Wow. Chúng ta vừa giải xong câu tiếp tục câu 23. Và sang câu tiếp theo, câu 24. Đấy, các em chú ý rằng là những câu này rất là hay và có tần suất cao trong cái việc mà khả năng ra trong cái đề thi của các em ở trên trường. Nên là thầy rất mong muốn là các bạn và các em đã và đang theo dõi video livestream này hãy nhanh tay share lại video livestream về được. Đúng chưa? Và tag tất cả các bạn của em vào đây. À, thầy hôm nay thì thầy sẽ livestream để chữa cho chúng ta đến câu số 30. Còn lại từ câu 30 cho đến câu số 40 thầy sẽ quay video thầy up lên channel YouTube của thầy. Các em nhớ like, subscribe và kích vào nút chuông. Sáng mai thôi thầy sẽ up lại cái channel YouTube của thầy nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 24. Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp 2 esteno đơn chức XY thì cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Thế ở đây ta có này, hai te đơn chức XY và ta ký hiệu anh này là RCOO. R phải kém để lại mail thì sẽ gửi chúng ta link kênh YouTube của thầy. À, cần vừa đủ NaOH. Đấy, tại vì các em không xe đấy, các em phải xe nhiều mà. 0,1 nhân với 1,5 bằng 0,15. Phản ứng vừa đủ nhá. Vậy khối lượng này bằng 9,7 này. Vậy hoàn toàn đến đây ta tìm được RCOOR phải phân tử khối bằng 9,7 chia cho 0,15 bằng, chắc đề khó quá mà, 64,66. Thế là các em lại nhìn họ thầy chút, tất cả A, B, C, D tất cả đều là ancol no đơn hở nên SNO đơn hở nên ta sẽ có là CN H2N O2. Đến đây ta tìm được N bằng 64,66 này trừ đi 32 này chia cho 14 này 2,33. Vậy một anh là 2, một anh là 3. 2 thì một anh là C2H4O2, 3 thì một anh là C3H6O2. Thế mà C2H4O2 thì chỉ có một anh công thức ST duy nhất thôi, HCOO CH3. Đúng chưa? Thế vậy ta nhìn này, chỉ có đáp án D đáp án đúng. Đề có thể theo chiều khó tăng dần lên mà. Những bạn nào xem đến cuối cùng là những bạn ấy nào điểm thi sẽ cao, giống như anh Duy vậy. Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức thì khối hơi so CO2 bằng 2. Vậy ta có là RCOOR phải bằng 2 nhân 44 thì bằng 88. Khi đun nóng este này 88 thì thầy nghĩ ngay đến là C4H8O2. RCOOR phải cộng NaOH tạo ra muối là RCOONa. Anh này là 88. Muối khối lượng bằng 88 nhân 17 phần 22 thì bằng, chia 22 bằng 68. 68 thì nhiều bạn đoán được luôn rồi nhưng thầy cứ cố tình viết 68 thì bằng R cộng 67. Suy ra R bằng 1. Vậy chắc chắn đầu này là HCOO C3H7. Đáp án đúng đáp án. Ta tiếp tục nha, sang câu tiếp theo. Câu số 26, đề này khá là chất đấy. Câu số 26. Tính khối lượng este etin acetate thu được khi đun nóng 9,2 gam ancol etylic. Este etin acetate 9,2 gam ancol etylic là C2H5OH. 9,2 chia 46. 9,2 chia 46 bằng 0,2 mol. Với 18 gam axit acetic CH3COH, 18 chia cho 60 bằng 0,3 mol. Phản ứng este đạt hiệu suất 60%, vậy là bằng 0,6. Vậy chắc chắn nó sẽ tạo thành CH3COO C2H5. Chúng ta cần lưu ý. Lưu ý điều gì? CH5COH là 0,2, CH3COH là 0,3. Vậy ta có thằng nào nhỏ hơn thì tính là thằng đấy. 0,2 nhỏ hơn. Thuận nhân 0,2 nhân 0,6 bằng 0,12. Vậy đến đây ta tìm được khối lượng 0,12 nhân 88 bằng 10,56 gam. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án à. Ta sang câu tiếp theo, câu số 7. X là este của axit acetic. Chỗ này sửa đầu thầy nhá. Không tính đồng phân hình học thì mới được. Được chưa? X là este của axit acetic và ancol không no đơn chức một đôi CC. Axit acetic là CH3
COH rồi. Vậy chắc chắn este chúng ta là este một nối đôi CC đơn chức. Và bởi vì anh này là este một nối đôi CC đơn chức, bởi vì anh này là este một nối đôi. Ơi em, sao đấy em? Em hỏi gì? Câu 26 á? 26 là nhân hiệu suất rồi mà. 0,2 này, hiệu suất này, thuận nhân này, nhân 0,6 này. Được chưa? Bằng 0,12. Đây là hiệu suất nhá. Lấy 0,12 nhân 88 là 6. Được chưa? Este một nối đôi CC đơn chức. Vậy suy ra công thức của este là C N H2N trừ 2 O2. Carbon chiếm 63,16%. Vậy ta được là 12N chia cho 14N trừ 2 cộng 32 bằng 0,6316. Đến đây các em tìm được N bằng. N bằng mấy? N bằng 6. Vậy suy ra công thức là C6 H10 O2. Có bao nhiêu chất phù hợp với X? Chú ý X phải được tạo bởi axit acetic là CH3COO. Vậy ta còn là C4H7. Và chú ý trong anh C4H7 có nối đôi CC. Lưu ý rằng ancol nối đôi CC. Vậy tương đương với nhóm OH phải không đính vào carbon chứa nối đôi. Vậy mạch C4H7 hoặc nối đôi nằm đây, hoặc nối đôi nằm giữa, hoặc liên kết 3 nối đôi. Vậy ta đánh số nhóm OH cắm vào. Đây thì coi anh C3CO mang đi cắm và không được cắm vào carbon chứa nối đôi. 1, 2 chỗ cắm, trục đối xứng, 2 này không cắm được. 3, 3 chỗ cắm, trục đối xứng, 2 này không cắm được. 4, 4 chỗ cắm. Vậy đáp án đúng chúng ta có 4 thành phần rồi. Phương pháp này thầy vừa mới dạy chúng ta, đây là phương pháp đánh số trong việc tìm thành phần, phương pháp khá là nhanh. Chúng ta tiếp tục sang câu khó một chút, câu 28. Những đề này rất là cứng, đề thầy rất cứng, phòng khi đề thi các em đề khó. Chúng ta còn câu 28, câu 29 và câu 30 thôi. Còn lại từ câu 30 đến câu 40 nhé, thầy sẽ phát hành video trên channel Minh Mielin, trên kênh YouTube nhá, YouTube. Đấy, các em nhớ like và subscribe. 28. E là este của axit carboxylic nó đơn chức. Axit carboxylic nó đơn chức X. X này. CN H2N O2. Ancol không nó đơn chức một nối đôi CCI. Y này. CN này. CmH2MO này. E được tạo bởi từ axit và ancol. Chú ý axit no, ancol một nối đôi CC. Suy ra E là este cũng có một nối đôi CC. CK H2K trừ 2 O2. Câu này dễ lắm, các em lưu ý nhé. Nếu đốt cháy amon E thì thu được bmol CO2. Đây có CO2 bảo toàn A nhân K. A nhân K thì bằng B. Tiếp tục này, đốt amon X. Amon X thì thu được C1 CO2. C thì bằng A nhân N. Đốt cháy amon Y. Y là amon thì thu được 0,5 mol nước CO2 nước. Các em cần chú ý này, 0,5 bmol. Anh này có dạng CnH2m, CmH2m rất giống với anken. Và bởi vì nó giống với anken nên ta luôn luôn có N nước và N CO2. Anh này 0,5 b thì anh này 0,5 b. Vậy là bảo toàn tiết ta có 0,5 b bằng A nhân M. Mặt khác ta luôn luôn có N cộng M bằng K do bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. N cộng M bằng K
Và bởi vì n cộng m bằng k nên thầy có an cộng am bằng ak. Giờ thì thế an bằng c, am bằng 0,5b, ak bằng b. Vậy hoàn toàn ta suy ra được c bằng 0,5b, hay nói khác 2c bằng b, đo 0,5b rất dễ, dễ ơn ọt luôn. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 29. Nhìn tường khó nhưng mà lại cực kỳ dễ. Những bạn nào vào sau nhé thì sẽ lấy video và live stream về tường, sau đó là chốc có thể up HD lên thì về nhà các em để xem lại được. Câu 29. Đốt 0,2 mol hỗn hợp gồm etin acetat và metin acetat. Etin acetat CH3 COO CH5. Metin acrylat CH3 COO CH3. Anh này no này, anh này một đôi CC này. Trong đó này, đốt cho anh này, này thu được này, CO2 này trừ nước này thì bằng 0,08. Vậy ta nhìn nhé, lưu ý này. Thằng no thì luôn cho CO2 bằng nước. Vậy thằng không no là mới cho CO2 chênh lệch với nước. CO2 trừ nước 0,08, vậy chắc chắn số mol không no bằng 0,08. Vậy suy ra tổng số mol bọn này bằng 0,2, vậy suy ra này bằng 0,12. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp trên với KOH, số mol KOH bằng 0,75 nhân 0,4. 0,3. 0,75 nhân 0,4 bằng 0,3. Thì chắc chắn ta thu được CH3COOK. CH3COOK anh này bằng 0,12, anh này bằng 0,08. Và lẽ dĩ nhiên chắc chắn là KOH sẽ dư. Ban đầu 0,3 chui đi 0,12, chui đi 0,08. Vậy thì chắc chắn là dư 0,1. Vậy đến đây chúng ta chỉ việc bấm máy tính thôi, đúng không? 0,12 nhân 15 cộng 44 cộng 39 cộng 0,08 nhân 24 cộng 3 cộng 44 cộng 39 cộng 0,1 nhân 56 bằng 26,16 gam. Đáp án đúng, đáp án rẻ. Khá nhiều bạn quên không tính cao hoặc dừ. Chúng ta sang câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Còn lại, những câu còn lại thầy sẽ quay video thì up lên kênh YouTube nha các em chú ý. Acid salicylic. Và các em nhớ rằng là lịch live stream hàng tuần của chúng ta vào tối thứ 6 và tối thứ 2 như các em đã vote. Acid salicylic phản ứng anhydride thu được, thầy chỉ quan tâm anh này, C6H4 COOH OOC CH3 phản ứng hoàn toàn với KOH. Ta tìm số mol 43,2 chia cho phân tử khối này. Các em thử bấm nhé, bằng bao nhiêu? Nào, 43,2 chia phân tử khối này 180 thì bằng 0,24. Giờ vấn đề là xem quan hệ giữa anh này ăn mấy anh KOH là sao. Một nhóm CO ăn 1 KOH, một nhóm CO ăn 1 KOH. Và rất nhiều bạn bị lừa đây, quên mất một điều rằng sau khi thủy phân thì OH đính vào carbon thơm là phenol, ăn thêm 1 KOH nữa. Vậy tổng cộng là ăn 3 KOH. 0,24 nhân 3 bằng 0,72. Đáp án đúng đáp án. Ok. Hello các em. Vậy là buổi live stream hôm nay thì chữa cho chúng ta đến câu số 30. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta còn 10 câu nữa thì thầy sẽ quay video, thầy up lên channel YouTube của thầy để cho các em cùng có thể làm được cái bài của chúng ta. Nhớ rằng là trong cái file này đều là những cái bài cực kỳ hay và những cái bài mà thầy dự đoán có thể thi trong cái kỳ thi của các em sắp tới. Chính vì vậy nên các em hãy share về tường, sau đó là thi thoảng và liên tục ôn lại trực tiếp để mà các em có thể có cái khả năng giải tốt hơn. Sau cùng thì các em, như các em nghe thấy giọng thầy cũng đã khá là khan rồi, khan đặc rồi, rất là đau học rồi. Có lẽ chúng ta tạm dừng tại đây và chúc tất cả các em có buổi tối vui vẻ.
Hello, chào tạm biệt. Bye bye, chúc ngủ ngon.